Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 21 tháng 12 của kênh VTC14. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, thì khối không khí lạnh có xu hướng yếu dần nên trong ngày hôm nay, tại các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, thời tiết ấm dần lên, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong khi đó, thì ở khu vực Trung Bộ, mưa cũng đã giảm và chỉ còn xảy ra ở một số nơi, trời chủ yếu rét về đêm và sáng sớm. Trưa chiều, nhiều địa phương giảm mây, nắng ấm ngập tràn. Tại các tỉnh phía Nam, thời tiết ổn định. Trong hai ngày tới, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục gia tăng, đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nhiều địa phương giảm mây hứng nắng. Đến ngày 22 và ngày 23 tháng 12, đợt gió mùa với cường độ mạnh lại tiếp tục tràn xuống và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc của nước ta. Do vậy, thời tiết trong khoảng một tuần tới tại khu vực được dự báo là liên tục rét. Đây sẽ là một đợt rét đậm rét hại lần đầu xuất hiện trong mùa đông năm nay tại miền Bắc, với nhiệt độ trung bình trong ngày lần lượt dưới 15 và 13 độ. Ngoài ra, các tỉnh Bắc Bộ thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 28 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Tiếp theo sẽ là phần dự báo cụ thể thời tiết trên các đô thị lớn. Tại thủ đô Hà Nội, khối khí lạnh phía Bắc đang trong giai đoạn suy yếu và di chuyển sang phía Đông. Trong khi đó, thì hoàn lưu áp thấp phía Tây phát triển, do vậy tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ tăng khoảng 3 độ. Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay nhiệt độ cũng có xu hướng tăng khoảng 1 độ và duy trì quanh mức từ 17 đến 21 độ, độ ẩm khoảng 70%. Tính từ ngày hôm nay thì chỉ còn 4 ngày nữa là người dân thủ đô sẽ có một lễ Giáng sinh với thời tiết trở lạnh. Vào khoảng ngày 22, ngày 23, khối khí lạnh phía Bắc sẽ tăng cường trở lại. Do vậy mà vào dịp Giáng sinh này, thời tiết tại khu vực thủ đô sẽ rét đậm hơn, kèm với mưa phùn. Từ ngày 23 tháng 12, nhiệt độ trên toàn miền sẽ giảm nhanh. Ở vùng núi nhiệt độ chỉ khoảng từ 8 cho đến 10 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ dao động từ 10 cho đến 12 độ. Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ lại có sương mù dày đặc trên diện rộng kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn. Còn đối với người dân thành phố Hải Phòng, hôm nay thời tiết cũng chuyển ấm lên đôi chút, sáng sớm có sương mù rải rác. Tại khu vực nội thành của thành phố, nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức từ 16 đến 20 độ, với độ ẩm khoảng 80%. Tuy nhiên, đợt tăng nhiệt tại khu vực không nhiều và sẽ không kéo dài, bởi từ ngày 22, ngày 23 sắp tới, khi khối khí lạnh phía Bắc bổ sung thì khu vực thành phố trời sẽ rét trở lại. Thưa quý vị, khối khí lạnh yếu đi, gió Đông Bắc giảm bớt cường độ hoạt động, nên mưa ở khu vực miền Trung cũng nhanh chóng giảm dần. Các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, ban ngày mưa thu hẹp chỉ còn xảy ra vài nơi với lượng không nhiều, trời chuyển nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Ngày hôm nay, tại khu vực thành phố Đà Nẵng, thời tiết cũng giảm mưa hơn, trời còn duy trì trạng thái nhiều mây, chủ yếu là dạng mây mằn mỏng, và tiết trời dễ chịu với mức nhiệt dao động ở mức từ 23 đến 29 độ. Độ ẩm trong không khí khoảng 75-80%. Ngày hôm nay, thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh tương đối dễ chịu, mặc dù có nắng từ sớm nhưng trời có dấu hiệu mát mẻ hơn hẳn những ngày vừa qua. Nguyên nhân là do khu vực này chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh phía Bắc tràn về. Tuy nhiên, theo nhận định thì đợt giảm nhiệt ở khu vực thành phố là không nhiều, bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, khối khí lạnh này lại suy yếu dần. Như vậy là rất có thể trong ngày mai và 1-2 ngày tới tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trời sẽ lại nắng nóng trở lại, với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức 35-35 độ. Trong ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất tại khu vực thành phố khoảng 34 độ, về đêm nhiệt độ hạ xuống là khoảng 23 độ và độ ẩm trong không khí vào giữa trưa ở mức thấp, chỉ khoảng 45%. Cho nên khi lưu thông vào giữa trưa, quý vị sẽ có cảm giác oi bức và khó chịu. Thưa quý vị, từ ngày hôm qua do chịu ảnh hưởng của những nhiễu động trong trường gió đông hoạt động nên dọc khu vực vùng biển phía Nam mây phát triển nhiều hơn. Trong ngày hôm nay, tại khu trung tâm của thành phố Cần Thơ trời duy trì trạng thái nhiều mây và nhiệt độ duy trì mức từ 25 đến 33 độ, độ ẩm trong không khí khoảng 45-50%. Trên ảnh mây vệ tinh thì mây đối lưu phát triển nhiều ở vùng biển phía Nam nên khoảng chiều tối nay ở vùng ven biển bán đảo Cà Mau và khu vực Kiên Giang sẽ có mưa rào và dông. Vài ngày tới, khoảng thứ 6, thứ 7 thì bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc suy yếu, tạo điều kiện cho rãnh thấp ở phía Nam hoạt động trở lại và di chuyển lên phía Bắc, nên thời tiết ở khu vực thành phố Cần Thơ có khả năng xuất hiện mưa nhẹ. Đây cũng chính là thông tin cuối của bản tin thời tiết đô thị sáng nay của chúng tôi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin thời tiết trưa nay.